Hello và chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Bom đây. Chúc anh em có một ngày mới vui vẻ. Chúng ta sẽ tiếp tục với sự kiện sinh nhật Free Fire 6 tuổi. Hôm trước thì mình đã đề cập là Free Fire sẽ tặng full hộp ma thuật với cơ chế cực kỳ dễ. Và bây giờ sẽ là cách nhận đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần chơi đủ phút từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 7, áp dụng cho tất cả các người chơi. Chơi ở đây là chơi đủ phút trong chế độ xếp hạng anh em nhá. Kể cả chơi một mình. Hình như mấy bộ đồ quy đổi bằng hộp ma thuật là mình có full hết rồi. À, anh Cá Rán cho ra mắt 3 bộ trang phục cực kỳ hot, quy đổi từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 7 nha. Trong đó có bộ DJ Lục Bảo này, Thiên Sứ Tình Yêu này, Ác Ma Tình Yêu này. Các bộ trang phục đều có thể tách mảnh và cực kỳ dễ phối đồ. Tiếp theo đó chính là mũ sinh nhật Free Fire độc quyền. Ở đây độc quyền là limited mọi người nha. Ok, thì hôm trước mình đã nói cái cách nhận rồi thì cực kỳ đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại. Cách nhận là mọi người chỉ cần chơi cùng những người bạn đã có mũ rồi là sẽ nhận được, áp dụng ở đấu thường này, danh sinh tồn này, danh tử chiến xếp hạng, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ tại sự kiện sinh nhật. Nhận từ ngày 14 đến ngày 23 tháng 7 nên là phải nhanh tay nhá. Thứ ba, xe máy sinh nhật lần đầu tiên xuất hiện, mọi người chỉ cần đăng nhập game thôi là sẽ được nhận vào ngày 15 tháng 7 nhá. Thứ tư đó chính là hành động ăn mừng sinh nhật. Và đây là một hành động độc quyền nhân dịp sinh nhật Free Fire 6 tuổi. Thu thập huy hiệu là đổi free, nhận từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7. Thứ 5, lần đầu xuất hiện dù sinh nhật. Để có được thì các bạn phải giúp bạn bè trong sự kiện sát cánh cùng đồng đội từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 7. Thứ 6, hộp ăn mừng. Để nhận được thì các bạn phải có sự giúp sức của bạn bè trong sự kiện sát cánh cùng đồng đội từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 7 nhá. Mở hộp ra sẽ nhận được kim cương hoặc là vàng, may mắn thì sẽ nhận được 6.666 kim cương. Đấy là may mắn. Bên cạnh đó mình nhắc lại, đảo Thiên Đường sẽ trở lại ở danh sinh tồn và danh tử chiến xếp hạng X2 chủ động từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 7, vào chiến thôi. Và cuối cùng đó chính là A-Lốc thức tỉnh và trang phục độc quyền. Ngày 23 tháng 7 sẽ là ngày cuối cùng để nhận được free A-Lốc thức tỉnh, nên là các bạn hãy rủ bạn bè vào chơi ngay thôi. Ok, và chào mừng tất cả bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Mõm đây anh em ơi. Thì mình rất là buồn bởi vì mấy ngày hôm nay Mon có iPad mới. Và đây là một cái đoạn mà Mon mua iPad và khoe với mình. iPad của em mới mua 12 triệu. Ok, thì điện thoại của Mon thì cũng xịn đấy. À không, iPad của Mon cũng xịn đấy. Chơi được Roblox, Free Fire và tất cả các trò rất là mượt. Và mình thấy là mình đang dùng con điện thoại này 2 năm trời và rất là lag luôn. Nên là hôm nay mình quyết định là mình sẽ mua, nhưng mà không mua iPad giống Mon nhé. Mới ra điện thoại mới, biết điện thoại gì không? À, máy tính bảng mới. Mi Pad 6. Hôm nay là mới ra mắt luôn, hôm nay tôi sẽ mua luôn để đối đầu Mon. Một người dùng iPad, một người dùng Mi Pad 6. Đấy, thì tôi sẽ mua về xem là nó chơi game có mượt hơn máy Mon không nhá. Vì Mon khè mình mấy ngày hôm nay rồi, mình rất là phục mình luôn. Hôm nay mình sẽ đi mua nhá. Ok không? Ok, nhớ like và subscribe kênh cho Đức Mõm nhá. Như hôm trước ấy, tôi đã bảo là tôi đi mua luôn, nhưng mà hôm đấy là chưa có tiền. Đấy, hôm nay mới có tiền anh em ạ. Ok, được rồi. Đây vào khè phát. Rồi, em không phải là ngày nào em cũng chơi điện thoại iPad như thế này nhá. Đấy, suốt ngày làm đẹp mới chơi iPad rất là sang chảnh. Tôi thì không có máy dùng. Ôi trời ơi. Tí anh đi mua iPad. À, đi mua Mi Pad. Anh đù. Bắt trước thì cũng chỉ là anh không bắt trước em. Đây là em mua iPad, còn anh mua Mi Pad của hãng Xiaomi. Ok chưa? Bây giờ đi luôn, đừng có hỏi tiền đâu. Chứ tiền đây này. I'm a stupid rich man. Yeah, stupid rich. Đi thôi, mình rất là háo hứng. Bây giờ phải ra luôn. Đi thôi. Đó. Rồi đó. Rồi đó. Ê, ở trong này. Anh ơi. A few minutes later. Ở đây bán máy tính bảng này. Em cảm ơn nhé. Ủa mình nhịn lâu lắm vậy thế nhé. Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Ôi trời ơi. Đi về đi. Đùa hay không? Anh cho em hỏi con Mi Pad 6 Pro đấy. Được đấy. Lấy con này luôn. Cái này của mình bao nhiêu tiền đấy?
Con này có một cái máy làm đồ này. Wow. Vậy em bán luôn. Mua luôn không cần phải hỏi về thông tin. Thì ok, chủ là có này bảo hành không anh? Bảo hành cho mình tao test thì mình không phải này đâu. À, tức là máy này là bảo hành 7 ngày bởi vì là hàng nội địa đấy. Nên là thôi, mình thì không cần bảo hành. Hỏng thì mua cái mới dùng. Bắt đầu. Cái này mình nói chung là mình sẽ về test cho mọi người xem. Nếu mình ok thì mình sẽ dùng lâu dài. Không thôi mình lại mua iPad. Ok, chào anh chị em này. Để test thôi mọi người. Bây giờ mình sẽ unbox luôn. Cảm xúc của người có tiền có vậy đấy anh em ạ. Ui, hai bạn dần dần từ trên xuống thì cũng thấy không? Đây này, đây này, cầm này lên. Đấy, chuyên nghiệp chưa? Đây, bóc cái này. Trời ơi, người ta xé đây nè. Bóc siêu mình cũng không biết bóc. Đây nè, cái này đúng không? Cái này nó là như này mà. Như vậy. Nó là như vậy. Người ta đã gắn như vậy rồi thì phải làm theo người ta. Nó là như vậy đó. Tài lanh. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Em mua iPad rồi thì em tránh ra. Em không gọi em khai ai. Wow. Wow. Sao nó mỏng dính vậy? Bao nhiêu này? Nó mỏng lắm luôn ấy. Cái này vứt. Rồi đây mình sẽ tập trung test vào cái con máy này. Mở nguồn lên. Đấy. Đây, ní luôn, ní luôn. Cam thì có vẻ là hơi xấu rồi người ạ. Ui, nhưng mà có tự chỉnh mặt luôn này. Đẹp trai luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mò. À, máy này là không có tiếng Việt. Máy này nội địa Trung Quốc nên chỉ có tiếng Anh với cả tiếng Trung Quốc thôi. Và bây giờ mình tìm cái SCF ở đây để tải game mà không biết nó ở đâu. Đầu tiên thì mình sẽ test về chất lượng hình ảnh của mámáy của mình và máy của Mon. Đây là máy của mình, Mi Bass 6. Còn đây là máy của Mon. Máy của Mon phân biệt là có cái ốp này này mọi người này. Đây, sẽ cùng bấm vào một video nhé. Để xem chất lượng hình ảnh của hai bên sẽ như thế nào. Đây để mình quay cho mọi người xem. Mọi người thấy máy nào đẹp hơn? Mình thấy máy của mình có chân thật hơn mọi người ạ. Mọi người nhìn không? Nhìn từng lỗ chân lông. Mọi người thấy máy nào đẹp hơn? Màu của Mon bị vàng vàng, còn màu của mình nhìn nó rất là chân thật. Đây của mình rất là chân thật. Ok, xong bước hình ảnh thì mình đánh giá máy mình cao hơn nhá. Còn về phần pin ấy thì máy của mình là 8000 mAh, tức là xài được rất là lâu. Còn máy của Mon thì hình như là được có 5000 mAh thôi. Ok, thì con này lại thắng nha. Con này pin trâu lắm mọi người ạ. Chơi một trận Liên Quân hết có 1% pin thôi. Và bây giờ mình sẽ thử về tốc độ lag game. Cả hai game đều là Free Fire Max. 1, 2, 3. Rồi. Máy mình chạy nhanh hơn rồi. Rồi, máy mình vào Free Fire trước các bạn ơi. Bởi vì là con chip của mình là Slab ấy, nên là nó chạy nhanh hơn iPhone. Mọi người thấy không? Bây giờ mình sẽ... Ui, cái tiếng nó to quá. Mọi người, chỉnh cái tiếng ở đâu ta? Đây, để mình tắt hết âm thanh đi, mình cho các bạn xem nhé. Bây giờ thì cả hai máy mình sẽ bật max setting cấu hình, tức là cấu hình đẹp nhất. Để xem là máy nào sẽ đẹp hơn và mượt hơn. Đồ họa. Ok, để max này. Máy của Mon hiện tại đã để full rồi. Rồi đại dương này. Máy mình cần thêm một chút độ sáng. Một điểm cộng cho máy Mon là độ sáng của máy Mon rất là nhiều. Máy mình thì thấp. Bây giờ mình sẽ test ở trên máy Mon. Ui, sao đăng nhập thiết bị khác này. Thôi xong các bạn ơi. Thế thì cha mình phải dẹp máy Mon sang một bên rồi. Mon tí nữa xử lý cái hạc đi. Ok, bây giờ mình sẽ test một trận độc lang chiến nhá. Rồi, cho tí âm thanh nó sống động. Ui, thực sự là máy này rất là mượt luôn. Và đầu tiên thì nó chỉ có tiếng Anh với tiếng Trung Quốc thôi. Bởi vì nó là nội địa Trung Quốc ấy. Bây giờ mình mới chuyển sang được tiếng Việt anh em ạ. Ok. Đó. Ui, cái hình ảnh nó đẹp thực sự luôn các bạn ơi. Mình chưa giờ mình thấy một cái máy nào nó còn nhìn đẹp hơn cả PC nữa. Các bạn thấy không? Rất là mượt luôn. Thấy không? Trời đất ơi. Đây mình sẽ thử bắn nhá. Mình thì không quen chơi iPad. Ui cái thằng này.
Ui trời ơi. Đẳng cấp. Hai máy chênh lệch nhau có 1 triệu nhưng mà mình thấy là hiệu năng của con máy mình khá là ok ấy. Cũng không thua gì iPad đâu mọi người ạ. Ui giời ơi, mình không biết đặt keo. Thằng này đứng yên coi. Được đâu đấy. Anh trai ơi. Trời đất ơi, thằng này nó cũng ngủ mắt giống mình luôn. Hai thằng. Ui giời ơi các bạn ơi. Mượt, quá mượt luôn. Đây là mắc setting nhá, nhìn đồ họa chân thực. Ui các bạn nhìn này, nhìn thấy cả mụn trứng cá của nhân vật luôn. Bạn nào thích mình cầm con Mi Pad này solo với iPad của Mon thì mọi người nhớ cho 1 like nhá. Đạt đủ 8k like mình sẽ làm. Ok, khá là hay đấy. Cái gì 8k ít thế anh, 10k đi cho tròn. Ok luôn. Ui, má thật sẽ gầy đấy em ơi. Nó bắn ghê quá. Rồi, làm nốt 1 dao cuối, phát này mình thua ấy, mình đập con điện thoại này luôn. Ok, và mình đã test hiệu năng cho mọi người xem thì chơi được Free Fire là chơi được tất cả các game. Bởi vì là Free Fire nó thuộc dạng rất là lạng rồi đấy. Wow. Ok, nói chung là Free Fire rất là ngon nhá. Không có gì để chê hết. Rất mượt. Rồi này. Ăn đồ. Rồi này. Ê thằng nhóc ác. Cố lên anh ơi, máy mới mua anh ơi. Được hay chưa quá. Rồi thì hiệu năng của máy rất là ok nhá. Chung quy lại thì 10 điểm và mình đánh giá cao này hơn điện thoại của Mon. À iPad của Mon nhá. iPad của Mon một cái đặc điểm nữa là nó có cái bút. Cái này có đi kèm không hay phải mua ngoài? Phải mua đấy. Mấy đứa mình cũng mua một cái bút nữa, mình cũng khá đam mê vẽ tranh. Và bạn nào thích clip này thì nhớ cho mình một like cũng như đăng ký kênh và bật quả chuông để mỗi khi mình ra video sẽ nhận thông báo nhá. Bây giờ thì bye bye anh em. Và bọn mình mua máy, bọn mình cũng không có cạnh tranh gì nhau đâu. Mon cũng thích máy này mà. Và mình cũng thích iPad của Mon hết. Nên là không có gì mà kiểu cánh đua hết. Làm clip chỉ gọi là làm vui thôi. Ok, bye bye.